Hello mọi người, mình là Jenny. Sau thời gian nghỉ ngơi vừa qua thì sức khỏe của Jenny đã hồi phục nhiều rồi. Và Jenny muốn cảm ơn đến tất cả những lời cầu chúc của các bạn đã gửi đến cho Jenny. Vì trong những ngày qua Jenny đã nhận được rất nhiều sự hỏi thăm sức khỏe và cũng nhận được rất nhiều những năng lượng tích cực mà các bạn đã gửi đến thông qua những lời cầu nguyện, những buổi thiền hay là gửi Reiki chữa lành vân vân. Và Jenny tin rằng cũng nhờ những lời cầu nguyện này mà Jenny mới có thể khỏi bệnh nhanh đến như vậy. Do đó, trong video hôm nay Jenny muốn chia sẻ với các bạn về sức mạnh thực sự của cầu nguyện. Làm thế nào mà cầu nguyện có thể giúp bạn nhận được mọi thứ bạn cầu xin và hé lộ một bí mật bị che giấu mà không phải ai cũng biết. Và ngoài ra thì Jenny có một món quà nhỏ dành cho các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Jenny trong dịp đầu năm mới sẽ được tiết lộ ở cuối video. Nên là các bạn nhớ xem hết video này nhé. Ok, đầu tiên có một câu hỏi lớn đó là con người thực sự có bao nhiêu sức mạnh để thay đổi thế giới, thay đổi cuộc sống của chính bản thân mình. Khoa học đã chứng minh rằng suy nghĩ và cảm xúc có ảnh hưởng đến vật chất xung quanh chúng ta. Bất cứ điều gì bạn muốn nhìn thấy ở thế giới bên ngoài, bạn cần phải trước tiên cảm nhận được nó từ bên trong. Câu hỏi tiếp theo đó là chúng ta có phải chỉ đơn giản là những người bình thường, những nạn nhân của số phận này, hay là phải chịu đựng và phải chấp nhận mọi thứ xảy đến cho chúng ta mà không được có bất kỳ sức mạnh nào để thay đổi? Hay chúng ta chính là những đấng sáng tạo đầy quyền lực của vũ trụ này? Nếu như bạn để ý thì sẽ thấy rằng trong tất cả mọi tôn giáo hay là lời giảng của các bậc thầy tâm linh đều khẳng định một điều rằng con người là những đấng sáng tạo quyền năng và chúng ta chỉ là đang quên đi cách sử dụng sức mạnh đó của mình. Còn với các Lạt Ma ở Tây Tạng thì họ đều tin tưởng chắc chắn về sức mạnh của lời cầu nguyện và nói rằng chúng ta cần phải thực sự cảm nhận được như thể lời cầu nguyện đã được đáp lại rồi. Mỗi khi cầu nguyện với Thiên Chúa hay Thượng Đế thì mọi thứ chúng ta cầu xin đều sẽ nhận được. Tuy nhiên, vẫn còn một bí mật ở đây và Jenny sẽ giúp các bạn giải đáp điều đó trong video này. Và các bạn hãy nhớ cùng theo dõi tiếp nhé. Bạn đã từng nghe nói về cuốn Phúc Âm bị thất lạc của Thánh Thomas chưa? Phúc Âm của Thánh Thomas là một quyển sách chứa đựng những lời giảng vô cùng quyền lực. Nó được xem là một tuyển tập những lời giảng của Chúa Giê-xu về sự khai ngộ và khám phá thiên quốc. Quyển Phúc Âm này hướng dẫn bạn cách sử dụng sức mạnh của cảm xúc để mở khóa bản mật mã thần thánh của vũ trụ. Bởi vì như các bạn cũng đã biết là để sử dụng được bất cứ phương pháp hay kỹ thuật gì thì đầu tiên là bạn cần phải hiểu cách mà nó vận hành. Và khoa học đã có những nghiên cứu giúp bạn hiểu cách mà vũ trụ vận hành. Thứ hai đó là bạn phải nói đúng ngôn ngữ mà vũ trụ có thể hiểu được. Và điều này thì khoa học không thể chỉ cho bạn được. Bởi vì những kiến thức này chỉ đến từ quá khứ, từ lịch sử, từ các nền văn hóa hàng ngàn năm tuổi. Chẳng hạn như là từ Chúa Giê-xu là đấng cứu thế của Thiên Chúa giáo cho đến Phật giáo, Hindu giáo hay là Ấn giáo đều nói cho chúng ta biết một điều rằng có một trường năng lượng trong vũ trụ giúp chuyển hóa năng lượng thành vật chất, biến ước mơ thành hiện thực và chúng ta hoàn toàn có khả năng nói được loại ngôn ngữ đặc biệt để giao tiếp với trường năng lượng đó. Đây là một trang trong cuốn Phúc Âm của Thánh Thomas được viết bằng tiếng Hy Lạp cổ. Câu 106 trong cuốn Phúc Âm này nói rằng khi bạn khiến suy nghĩ và cảm xúc trở thành một, bạn có thể bảo núi này dời từ đây sang kia thì nó sẽ dời đi. Câu nói này nghĩa là khi bạn kết hợp được những suy nghĩ và cảm xúc của mình thành một nguồn lực duy nhất, đó là lúc bạn có thể giao tiếp với cả vũ trụ. Tương tự, câu 48 cũng nói về điều giống như vậy, đó là nếu cả hai hòa là một bên trong ngôi đền, họ có thể bảo núi dời đi, núi sẽ lập tức dời đi. Khi Chúa Giê-xu nói đến ngôi đền thiêng liêng ở đây, có nghĩa là đang nói về cơ thể của bạn.
Và điều này quan trọng đến nỗi nó đã được lặp lại đến 3 lần trong cùng một bản phúc âm, rằng nếu bạn có thể làm cho suy nghĩ và cảm xúc hòa làm một thì nó sẽ có một sức mạnh phi thường. Thế nhưng câu hỏi là làm cách nào để thực hiện điều đó? Và đó chính là phần quan trọng tiếp theo mà Jenny muốn nói tới. Ok, với những ai đã quen thuộc với Kinh Thánh, chắc hẳn đều đã nghe qua câu hãy xin và con sẽ nhận được. Còn Chúa Giê-xu đã dạy rằng cứ gõ đi rồi cửa sẽ mở, hay như Quan Âm đã nói cứ cầu đi rồi sẽ thấy ứng. Và Jenny biết có một số người đã cầu nguyện vô số lần nhưng không có kết quả. Lý do là bởi vì bạn không cầu xin bằng ngôn ngữ mà vũ trụ, nguồn, thượng đế hay là trường năng lượng sử dụng. Nó như kiểu nếu bạn muốn nói chuyện với ai thì bạn cần phải nói bằng ngôn ngữ mà người kia có thể hiểu được, thì như vậy người ta mới đáp lại bạn, phải vậy không? Thế thì vũ trụ hay Thiên Chúa hay Thượng Đế, Thần Phật hay là bất cứ ai mà bạn tin tưởng cũng như vậy. Các vị ấy đều là những thực thể tồn tại ở chiều không gian khác có tần số rung động cao hơn, và họ không giao tiếp qua lời nói như chúng ta, mà họ sử dụng loại ngôn ngữ đặc biệt, ngôn ngữ từ trái tim. Khi trái tim xuất hiện một cảm xúc nào đó, nó sẽ tạo ra những dòng điện trường và từ trường có thể đo được bằng các thiết bị khoa học. Và đó chính là ngôn ngữ mà vũ trụ sử dụng. Hay nói cách khác, khi bạn tạo ra được cảm xúc từ trong tim như thể lời cầu nguyện của bạn đã được đáp lại, nó sẽ tạo ra những dòng điện từ trường giúp thu hút những hiện thực đó vào cuộc sống thực tế của bạn. Đây chính là bí mật của luật hấp dẫn mà ít người biết được. Trong Kinh Thánh John hay là Giăng chương 16 câu 23 đến 24 nói rằng: vào ngày ấy các con sẽ không xin ta điều gì, ta bảo thật, cha ta sẽ cho các con bất cứ điều gì các con nhân danh ta mà cầu xin. Đến bây giờ các con chưa nhân danh ta mà cầu xin điều gì cả. Hãy cầu xin đi, các con sẽ nhận được, để cho sự vui mừng của các con được toàn vẹn. Bây giờ để Jenny tiết lộ cho các bạn một sự thật. Đoạn trích vừa rồi chính là bản dịch đã được chỉnh sửa và hiện vẫn đang được sử dụng rộng rãi ở mọi nơi ngày nay. Và điều khiến Jenny cảm thấy đáng ngạc nhiên ở đây chính là họ đã xóa bỏ đi hai câu quan trọng hướng dẫn cách làm thế nào để cầu xin. Hầu hết mọi người đều luôn được bảo từ bé là phải siêng năng cầu nguyện. Thế nhưng có ai đã thực sự dạy cho bạn cách cầu nguyện như thế nào chưa? Và thậm chí là có thể là những người đó còn không biết cách cầu nguyện đúng đắn để có thể dạy cho bạn, vì trong những bản Kinh Thánh hiện đại ngày nay không có nói đến vấn đề này. Bởi vì nếu như bạn nào có tìm hiểu sâu về Kinh Thánh sẽ biết rằng đã từng có một đợt chỉnh sửa Kinh Thánh lớn xảy ra vào thế kỷ thứ tư, và họ đã xóa bỏ đi hai câu quan trọng trong đoạn trích vừa rồi. Các bạn có muốn biết hai câu đó là gì không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay về với Kinh Thánh bản gốc cổ tiếng Aram và so sánh nó với bản dịch đã chỉnh sửa nhé. Và ở đây thì Jenny sẽ chỉ đọc lại bản dịch bằng tiếng Việt cho mọi người tiện theo dõi. Còn bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn về bản gốc thì có thể search Google sau nhé. Đây là bản dịch đã qua chỉnh sửa, nói rằng: cha ta sẽ cho các con bất cứ điều gì các con nhân danh ta mà cầu xin. Đến bây giờ các con chưa nhân danh ta mà cầu xin điều gì cả. Còn đây là hai câu nói cực kỳ quan trọng đã bị xóa mất đi trong đoạn kinh này. Hãy hỏi xin mà không có bất kỳ động cơ ẩn giấu nào, và cảm giác được bao quanh bởi lời đáp lại, được bao bọc bởi những điều mà con khao khát, rằng sự vui mừng của con đã được toàn vẹn. Điều này có nghĩa là gì? Bạn hãy thử nghiền ngẫm xem điều họ muốn ám chỉ ở đây là gì. Nó không hề bảo rằng bạn phải xin bằng lời nói, mà bảo rằng cảm giác được bao quanh bởi lời đáp lại. Có nghĩa là bạn phải hình dung, tưởng tượng một cách rõ ràng, được bao quanh bởi những điều mà con khao khát. Cảm nhận như thể điều bạn cầu xin đã trở thành hiện thực rồi. Để Jenny giải thích lại nhé. Cảm giác được bao bọc bởi những điều mà con khao khát chính là khi suy nghĩ và cảm xúc của bạn trở thành một.
Khi bạn cảm nhận được tình yêu thương từ suy nghĩ đó và hòa vào làm một với nó sẽ trở thành ngôn ngữ mà Thượng Đế hay là vũ trụ sử dụng. Vậy còn câu hãy hỏi xin mà không có bất kỳ động cơ ẩn giấu nào có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là hãy cầu xin một cách chân thành, không phán xét, không có nghi ngờ, lo lắng hay sợ hãi. Hay như trong Phật giáo thường dạy, đó là cầu xin với tâm không mong cầu, không phán xét, không có đúng sai, tốt xấu gì trong mọi sự hiện hữu. Cầu xin mà không có sự tham dự của bản ngã hay ego hay cái tôi của bạn. Cầu xin bằng cả trái tim và tấm lòng. Vũ trụ nhất định phải đáp lại những lời cầu xin mà nó nghe được. Và bạn cần phải nói được đúng ngôn ngữ mà vũ trụ có thể hiểu. Cảm giác được bao quanh bởi lời đáp lại, được bao bọc bởi những điều mà bạn khao khát cả về suy nghĩ và cảm xúc. Đây chính là sự kết hợp tối thượng của trái tim và tâm trí. Một khi trái tim và tâm trí bạn có thể hòa làm một và gửi đi những sóng năng lượng có rung động cao mà không có sự nghi ngờ phán xét, không có sự hiện diện của bản ngã, thì đó chính là lúc những lời cầu xin của bạn chắc chắn được đáp lại và mọi khao khát của bạn sẽ trở thành hiện thực. Ok, và đó là những nội dung cho video ngày hôm nay. Và bây giờ Jenny muốn chia sẻ với các bạn về những cuốn sách ebook trong tủ sách tâm linh mà Jenny đã tuyển chọn. Đây là những cuốn sách hay nhất về tâm linh, về tần số năng lượng hay là thôi miên hồi quy và các quy luật của vũ trụ. Các bạn có thể tải về máy và đọc những quyển sách này miễn phí bằng cách nhấn vào link mà Jenny sẽ để sẵn ở bên dưới phần bình luận cho các bạn. Đây là món quà đầu tiên mà Jenny muốn tặng các bạn trong năm mới này. Và đương nhiên là sẽ còn nhiều những món quà và chương trình giveaway khác sắp diễn ra trong thời gian tới để thay lời cảm ơn của Jenny gửi đến các bạn vì đã luôn theo dõi và ủng hộ Jenny trong suốt chặng đường vừa qua. Hy vọng rằng với những dự định và chương trình mà Jenny sẽ đem lại cho các bạn có thể giúp các bạn ngày càng phát triển tốt đẹp, giàu có và thịnh vượng hơn trong năm mới này. Còn bây giờ nếu như bạn thích video này thì hãy nhấn like, share và comment bên dưới cho Jenny biết suy nghĩ của bạn. Và nếu như bạn nào chưa subscribe, đăng ký kênh thì hãy nhanh tay nhấn subscribe và bật luôn cái chuông thông báo là cái bell nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Chào và hẹn gặp lại.